Ok anh em ơi, làm ba trận trận đấu cuối năm ơi. Hôm nãy quên vào trận 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 kia mất. Giờ là làm ba trận cuối cùng. 11 tháng 1, 11 tháng 11 thua 1 như nào. Yo yo yo. Để xem gặp ai anh em ơi. Để xem gặp ai anh em ơi. Con Long cái giờ đang vô cho mình đây. Hôm qua 20 giờ 40 phút bot. Hôm qua thấy bố tiểu chứ bố đại. À hôm qua bố đại, bố tiểu anh em ơi. Không có bố đại. Bố đại nó rớt hầu 8. Bố đại nó rớt hầu 8 giờ 40 rồi. Tại 40 này. Ok, ở đây, ở đây. Anh em đang xem cho một like chia sẻ cho anh em ơi. Hello mọi người, hello anh em mới vô nha. Làm trận lên đâu. Biết gặp ai anh em ơi, biết gặp ai anh em ơi. Ba trận rồi, hôm nay ba trận rồi. Tối nay ba trận rồi, ngày đang lấy bốn trận mà phải quên đi một trận. Okay, bye. Còn mấy phút nữa. Tại khả năng đi liên đấu em đọc nha anh. Cái này thì hôm qua khả đánh thắng 11 thua 1. Nó 12 trận rồi. Ngày mai tiếp tục đánh tiếp. Xe vực anh liên đấu thiên bang không? Không không, chưa thấy Nghĩa Võ ơi. Chưa thấy thiên bang. Thiên bang thì chưa thấy nha. 1-1 ở tầm này khả thấy chưa thấy thiên bang. Có cái chùy người ta ra bán đẹp lắm. Bỏ qua né tránh 1% rồi kháng họ trốn bằng sóng 100, sát thương 100%, tỷ lệ công kích chính xác 300 điểm. Mà chưa thấy ai sở hữu. Có rồi nhưng mà chưa ai sở hữu rồi đánh liên đấu của thiên bang nữa. Thèm cái hiệu đó lắm. Đúng rồi anh em. Mai công thành anh em ơi, mai trận công thành đầu tiên. Đây anh em ơi. À đây, Trương Tam Phong thôi xong. Thôi xong. Liếc 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 nè liếc nè liếc nè liếc chết đi liếc gì mà liếc kỳ họ nên thua chấp nhận anh em à. Giờ đang tiếp tục đến trận mới anh em ơi, còn một phút. Cánh râu. Nó là một bạn giỏ đan. Nó đang quyền. Đang quyền. Một, hai. Ôi, ra 9% trời. Không nhiều ra 9% hay vậy. Má khăn đen. Ngày mây. Ở đây thần thái tử. Ở xem. Sống đi bưởi, sống đi bưởi. Đường môn thì hai đao chết rồi nè. Tiếp tục trận mới nè mời. Rồi, anh em đang xem trong like chia sẻ cho anh em ơi. Đây, đây thắng 2 trận rồi anh em ơi. Top 10 rồi nha. Đó. Đại thắng 13 thua 1 nha anh em. Tỷ lệ như thế này cố gắng lên 48 trận mà thua khoảng 4 là đẹp. Anh em cùng xem sơ vào top 10. Top 10, 25 thua 5. Đó.
Có những cái băng rồng, có những bạn như là chắc là ra số hạt xe thôi, không ai chơi hàng chính. Cũng có những một ít. Ở 3, 27 thua, 24 thua 7, tháng 24 thua 7. Rồi, Canmy, Canmy là thiếu 5, đồ ông này gơ nha. Thiếu 5 này tháng 19 thua 4 gơ ấy, thiếu 5 gơ ấy. Năm độc, nếu gặp hai một cuốn phải ăn tốt chứ, ăn tốt luôn năm hà ơi. Gặp 3 trận, hai một cuốn khả ăn hết 3 trận mà. Sao mà ăn được năm độc anh em, 2 bùa là chết rồi. Làm ăn lương, tháng 19 thua 8, năm độc. Lan Tiêu Sơn, Điêu Thiền, tháng 17 thua 11. Tăng Ngô Rê, tháng 16 thua 12. Dragon, tháng 11 thua 3, quên tháng 13 thua 3. Đây là Thiên Nhẫn và Long Kích, Thiên Nhẫn và Long Kích. Sư Tổ Độc Ma, tháng 13 thua 12. Hóc Bơ, Gấu Mèo, tháng 13 thua 12. Rồi những bộ ếch này lên top 7 nữa nè. Ít nhất phải top 7 lên top 6. Rồi top 6 nè. Top 7 thì chắc chắn top 7 rồi. Top 8. Rồi top 6 nè. Top 6 tháng 16. À, xong chuẩn bị nó cập nhập lên hàng 7. Ếch này sẽ lên hàng 7. Hàng 10. Đây, ếch này hàng 10. Chuẩn bị nó cập nhập lên hàng 7 nữa nè. Đúng rồi, năm đọc vẫn trong solo nè. Nếu mà gặp thiên bang, thiên lâm thì mình chơi kiểu đánh khéo, mình cao giờ hết đa mạng lên, né đa mạng lên. Tại vì lượng phòng thủ này cũng khá là cao, trừ khi nhà gặp anh nào mà khỏe quá khỏe, chém 2 đao chết thì mới ra thua. Hoặc là 2 hit thiên quân bang x2 x3 chết thì thua. Còn với phòng thủ này thì nếu mà chủ đam tốt thì vẫn có thể câu hết giờ win, câu hết lượng máu win, anh lượng đam bằng sâu hình thôi nè. Đó. Ok anh em xem đồ, ok anh em ơi. Đây. Xem đồ năm động này, nói chung là tự tin năm động này, năm động nó 1 đó nè. Hôm trước cũng gặp một năm động khá là khủng, đó là Lã Văn Lương năm động, ảnh là xe thôi. Nhưng mà chắc lắm luôn rồi nè. Đồ đạc cũng không khác gì ạc mình này. Nhưng mà ạc bên đó thì chắc là mắt biết tịch mặt tịch hơn, nên là khá là khỏe. Hôm trước có thua một trận, Khải thua một trận là thua với năm động là Văn Lương nè. Hai bùa Khải chết rồi, không đánh được luôn. Đa năm động. Cái bao tay mình ảo mắt ợp. Áo mình ảo mắt ợp. Đó. Đai lưng cũng khá ok. Nón thủ lấy 500. Giày thủ lấy 500. Và đao tóc 30, bên sát 100, hiệu ứng chó mà kháng hở đó. Anh em, còn có đao hồng kim mà không có xài nè em ạ. Đây, đao hồng kim khá là đẹp nhưng mà không có xài. Tại vì đi solo không ai cầm đao hồng kim đi solo cả. Nó cầm đao sát thương. Cầm đao bên sát anh em ơi, tóc 30, lá cái tóc. Lá cái tóc đánh đao cho nít cho nó lẹ nè, dồn độc cho anh nhân. Rồi, tiếp tục trận tiếp theo anh em ơi. Đó, lên hàng 7 nha anh em. Đó, này tính toán lên hàng 7 nè. Cố gắng nha anh em, cố gắng nha. Phương Thiên Nhẫn. Nơi trường bạch tuyết rơi xa thành, nhiều hùng anh lạc du để tìm kiếm. Mật đạo binh kinh bao khó khăn, tông kim hiệp quy không sờn. Kiếm tiền xưa em chơi đại gia sản của anh. Ok em ơi, ok em ơi. Từ đại nhạc, em được từ đại nhạc. Ở đâu? Khánh luôn. Tam thánh này.
Nga bị chướng anh em ạ. Tàn thắm này. Tàn thắm này. Hello anh em đang xem anh em ơi. Chung là đi đường đấu 1-1 anh em ạ. Giờ mới đau bắt động này. Bắt động này. Thấy thốn chưa? Thấy thốn chưa? Thấy thốn chưa? Áp sát đào trên ít này. Đó. Đào trên ít nữa này. Đúng rồi, nó cái này là winner top 4 nè. Nếu này winner top 4. Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đi đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy ở đâu? Chạy ở đâu? Chạy ở đâu? Hết máu rồi, hết máu rồi, hết máu rồi, hết máu rồi. Anh hết máu rồi, anh hết máu rồi. 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 Máu rồi. Hết máu rồi. Máu nào, hết máu nào, hết máu nào. Hết máu nào. Chạy đâu mà thọ. Chạy đâu mà thọ. Chạy đâu mà thọ. Chạy đâu mà thọ. Chuẩn nó giữ đàm gốm bây giờ. Ôi, hết máu, hết máu, hết máu, hết máu, hết máu, hết máu. Rồi, hết máu luôn, đậu xanh. Má, hết đường máu nè mày. Má, Tâm Thanh hết máu, mình hết máu luôn không? À, chẳng tiếc quá. Hết máu luôn anh ơi. À. Châu gơ gốm anh em. Quýnh nãy giờ đồ hai người hết máu đều. À chịu. Không có anh cậu cái 22 bình lắm. 22 bình. Đồ 20 khỏe dữ trời chết chết rồi. À chẳng được đó kinh quá anh ơi. Còn 22 bình tính ra quá dữ. Quýnh cái đó không không lên đam đâu. À, không lên đam. Chẳng đó nếu được gặp Nga My. Gặp Nga My xe mà đánh không nổi là gặp Nga My chính là chết nữa. Hết đường máu. Ừ. Ok. Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ thì vừa rồi gặp thêm anh Tâm Thánh, ngày mười anh chưa thua trận nào, mà quá dữ anh em ơi. Nói chung là đỡ mà nói so sánh thì đỡ mình nghiên cứu lại cái vụ này, chứ hiện tại Khải bơm máu bằng tay mà vẫn hết máu trước. Sau vừa rồi họ anh kêu còn 20 bình máu thì nếu giờ thì lượng Nam Động này đam không bằng thua nữa. Cứ nghĩ là hết mana, hết máu mà vẫn không có thể nào hết máu được anh em xem này. Đồ. Thua ngày mười này anh em. Nếu mà ngày mười này thua thì gặp ngày mười bên kia thì chịu sao nổi anh em. Đúng rồi anh em, hiện tại hai mang hai món bằng sắt nội công, nói chung đánh khá là thấm ấy. Đây là Khải auto bằng tay luôn, bấm bằng tay luôn, không phải đỡ auto nha anh em. Ui sẽ đủ ngon má, cái này mà đánh không suy nhơ nè, đánh không qua đâu. Được rồi, đánh thắng bao nhiêu rồi, thua hai trận anh em ơi, này thắng năm thua một, nên thua một. Ok, ở lần sau thì tiếp tục anh em ơi, liên đấu mà. Nếu không thắng thì mình cố gắng là lần sau. Hiện tại bây giờ Khả thắng 13, thua 2 rồi nha anh em. Hiện tại bây giờ tới tỷ lệ này thì Khả sẽ cố gắng ví dụ như 45. Giờ hiện tại là lên 13, với tỷ lệ này thì ít 3 lên. Thì 45. Nếu mà trong thời gian mình đánh được khoảng 45 trận đi,
mà mình thua từ 4, 5, 6 là hợp lý nha Nam. Đó, chứ thua nhiều quá thì khó mà vô tốt được. Ok anh em ơi, Khả chở nhiều bạn á. Khả áo bạc cho anh cuốn coi nha. Anh em xem trong một lần chia sẻ chơi nha.